Xin chào các anh chị, ngày hôm qua thì Bảo Ngân vừa mới được tặng một bộ sản phẩm cực kỳ hữu dụng cho mùa hè này luôn. Sử dụng rất là thích nên ngày hôm nay Ngân quyết định review cho các anh chị để chúng ta cùng nhau sở hữu bộ sản phẩm ưu việt này. Đó chính là bộ đệm cói xuất nhật này đây. Đệm ngồi cói mang lại cho chúng ta rất nhiều công dụng cho phòng khách ngồi bệt, trang trí ghế sofa gỗ, ghế tựa, tạo phong cách mới lạ cho ngôi nhà. Đặc biệt hơn cả đó là chúng ta có thể dùng để ngồi tập yoga hay ngồi thiền rất thoải mái. Được làm 100% từ nguyên liệu cói tự nhiên, sản xuất tại làng nghề cói Kim Sơn, Ninh Bình. Đệm cói không sử dụng hóa chất độc hại nên rất an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Vì được làm từ cói nên mùa hè sẽ rất mát, còn mùa đông thì lại rất ấm, phù hợp trong mọi không gian và nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Kết hợp với một điểm nổi bật nữa, chính là đệm ngồi cói này được đan thủ công hoàn toàn bằng tay, giúp cho người ngồi có cảm giác thông thoáng, không ra mồ hôi như một số đệm mút công nghiệp khác. Màu sắc thì lại rất đa dạng, chủ đạo là màu tự nhiên, có màu trắng xanh hoặc màu đất, tất cả sẽ được kết hợp hài hòa vào trong từng sản phẩm. Hơn nữa, dòng đệm này có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã, mẫu đệm tròn, mẫu đệm vuông, đa dạng kích thước, có cả loại kết hợp với ghế sofa trong nhà để các anh chị có thể lựa chọn cho phù hợp. Trước khi đến tay người tiêu dùng thì các sản phẩm đều được kiểm định trước khi xuất xưởng và đảm bảo đạt tiêu chuẩn xuất nhật nên các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm. Ngân cảm thấy vô cùng hài lòng với món quà mình được tặng này. Các anh chị hãy thử sử dụng đệm cói xuất nhật này nếu cảm thấy nóng và bí bách với loại đệm mà các anh chị đang sử dụng nhé. Để đặt mua sản phẩm, anh chị hãy liên hệ trực tiếp theo số hotline 0943 965 681 để được tư vấn chi tiết nhất nhé. Fanpage Mỹ Nghệ Cói Gia Dụng Handmade, địa chỉ 144 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội.